Chào quý vị các bạn, mình đang có mặt ở đường dẫn vào ga Cáp Treo để đi lên đỉnh Phan Xipang. Đó. Vào đây thì đây này các bạn ơi, đây là chợ tình Tây Bắc này, chợ tình Sapa thì họ sẽ họp tại đây này. Đó. Ở trước cổng thì đây có họ làm cái đôi con công. Giờ thì sương mù phủ kín ở đây. Giờ chúng ta sẽ cầm vé để vào đi á. Mọi người đang tranh thủ check in ở đây. Ga tàu hỏa leo núi thì sẽ đi quẹo trái khoảng 100m nữa các bạn. Đây là cổng đi vô. Nhưng mà sợ dân lạc má. Cái ga Cáp Treo này của cái tòa nhà Sun World. Đây, ôi, cô hướng dẫn viên rất là xinh đẹp. Đây là một cái điểm mà mọi người thường dùng để check in. Có tên cũ là Phan Xipang và Sun World. Rồi, xin mời cô. Vô, chỗ này cô ơi. Đây, ga tàu chúng ta sẽ rẽ trái đi khoảng 100m nữa các bạn. Đây, chúng ta sẽ nhìn cái biển kia kìa. Ga tàu là đi thêm 100m nữa nha. Đi xuống dưới đây. Đây bây giờ đang là 8 giờ sáng rồi. Đó, các bạn nhìn này, đồng hồ 8 giờ sáng. Cũng có những người thì họ đã đi lên. Đây, đi Sapa mà không đi cái điểm này thì là một cái thiếu sót vô cùng là... Wow! Quá hay luôn. Các bác ơi, ga ở dưới này đúng không các bác? Trời. Ga để đi tàu đấy. Ủa các bác đi xong rồi xuống à? Không, bây giờ đi lên. Là ga, bây giờ ga đi Cáp Treo là đi đâu? Vâng, vâng. Rồi, cảm ơn bác ạ. Rồi, hơi có một cái sự nhầm lẫn, không hề nhẹ. Rồi, mỗi thằng một vé. Dạ, dạ, được rồi. Vâng, vâng. Anh ơi cho em hỏi, mình mua vé này rồi xong thì đi thẳng vào trong anh. Đi thẳng vào trong đây đúng không anh? Còn cái lối đi xuống kia là đi đâu đấy anh? Đã đi về đường tàu anh. Và còn bây giờ đi lối kia đúng không anh? Đấy, em cảm ơn. Đây chúng ta sẽ đi lối này. Đây chúng ta có thể đi toilet ở đây. Đi vô nè, đi vô đi anh. À, có lợn bản quay này. Giờ bắt đầu những cái người dân tộc bắt đầu họ dọn hàng để họ bán. Những cái sạp
Vậy là trên này sáng nay là có mưa. Bắt đầu họ dọn hàng để họ bán này. Bên này thì họ thấy cái đường lối vào đó, họ bán các cái quần áo rồi các cái đồ lưu niệm. Cái này vô trong luôn rồi. Cãi nó chứ giờ sao? Con đi con chú ý nhìn ở dưới đó. Mới mưa. Ở đây thì mưa. Mưa nắng rất là thất thường. Thời tiết ở Sapa thì như tính khí của các cô gái. À đây, bên đây có con công này các bạn này. Tập tầm vâm con công nó múa. Nó múa làm sao nó cụp cánh vào, nó xòe cánh ra. Đây cái vùng đây là hoa gì đây ta, hoa đỗ quyên quá. À, các cái vườn hoa này đẹp thật, đúng là đây bên này là các cái gốc đào này, cái đào đây các bạn nhìn này, cái mạng nhện nhá, xong nó phủ sướng như là một cái xương này. Này, cái này thì chỉ có ở miền Bắc mới có cái kiểu như thế này thôi à. Đó. 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 Đây là tức là mạng nhện, xong đó xương các cái hạt xương đó. Đấy, quý vị thấy cái mạng nhện rất là chắc à, mà chúng ta búng này này. Đấy, búng 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 nước nó bay đi. Đây là những cái gốc đào, cây đào này các bạn này, có trái này. Cái đào á? Ờ, đây này, trái này các bạn này, đó. Trái này giống hôm qua mình. Cái đào đó. Hôm qua bạn lụm hầu. Đây, trái đào này các bạn này. Đó, đó. Săn lúa. À. Đây họ trải thảm đỏ cho Tuấn Dương đi. Lễ hội Vi Sắc Sapa Việt Nam. Ở đây thì còn có một cái ngôi chùa. Có các nhà sư này. Săn vua. Đây, chúng ta sẽ đi vào ga. Đây, khu đây có một cái ngôi chùa. Nam Mô A Di Đà Phật á. Kiến trúc thì quý vị thấy là có hai bên là hai cái trái. Rồi chụp giùm cái gì cho đi nữa. Kiến trúc khá là cân đối. Phan Xipang Lý Gần. Rồi chúng ta sẽ đi ra tới đây để chúng ta ngắm nhìn mây núi. Đứng từ trên đây nhìn xuống các bạn ơi. Như một cái đây là bắp này, họ trồng bắp này. Đó, rồi các cái cây đây như là cây cây kim giao thì phải. Đó. Sương mù đang bay phủ. Săn vua Phan Xipang. Phan Xipang Ligan. Ở dưới này thì các cái cây chỗ này họ vãi hạt để trồng bắp này. Đó, rồi
cái hệ thực vật thì Tuấn Dương thấy rất là nhiều cây to. Đây là đang trồng hoa hướng dương, sân vua Phan Xích Băng. Sân vua Phan Xích Băng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào để đi cáp treo nhé. Đấy, mỗi người họ mang theo một cái khăn nữa. Rồi mình sẽ coi thử xem là cái chỗ có vé rồi thì sẽ vô đâu. Họ đang xếp hàng để mua vé này. Anh ơi, cho em hỏi có vé rồi thì mình sẽ đi như nào anh? Đi thẳng xuống dưới đúng không? Dạ dạ, ok, để em gọi đoàn. Dạ dạ. Rồi, có vé rồi thì chúng ta sẽ đi thẳng xuống dưới luôn nha. Bây giờ đã bắt đầu có những cơn mưa rồi. Bây giờ có vé rồi, chúng ta đi thẳng dưới đi các bạn ơi. Rồi vậy chụp đi. À, mình sẽ ngừng ở đây để chụp hình chút xíu rồi chuẩn bị đi xuống à. Rồi hẹn gặp lại các bạn. Đi lên, sorry các bạn. Nói lẹo lưỡi rồi đó. Sun World Phan Xích Băng xin kính chào quý khách. Giờ có vé rồi, chúng ta sẽ đi xuống đây. Đây họ đang xếp hàng đợi để họ mua vé này. Mình đã có vé rồi. Đây có hai cách, một là chúng ta đi thang bộ. Chiều nên là chúng ta phải giữ để cả đi dẫn về các bạn. Đó, nhiều người thì họ tranh thủ chụp hình để lưu lại những cái khoảnh khắc. Rồi mình chỗ kia kìa các bạn, chỗ kia bắt đầu là cái điểm soát vé để đi vô này. Rồi chúng ta xuống đây để đi ga, ra ga cáp treo. Đó, cái việc mà lấy vé trước thì giúp cho chúng ta đỡ phải xếp hàng. Thì Tuấn, mà những cái đại lý vé thì họ sẽ được hưởng cỡ khoảng 2%, đây, cỡ khoảng 2% cái. Mình sẽ dừng đây đi toilet nào. Đây thưa quý vị các bạn, bây giờ thì Tuấn Dương chuẩn bị để đi vào cáp treo. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô ra cáp treo nhé. Đây chúng ta sẽ xếp hàng để đi ra ga. Đây là ga Hoàng Liên. Đây là cái cổng soát vé và chúng ta sẽ đi vô ga Hoàng Liên.
Đoàn này thì họ đang vậy các bác thiếu vé em đi trước các bác nhá. Các bác thiếu vé em đi trước nhá. Đây có cái đoàn này các bác thiếu vé này. Các cái thiếu nữ này họ đi chụp hoa đây, họ có một cái bảng để đo chiều cao này, chiều cao là dưới 1 mét thì là free, còn trên 1 mét đến 1.4 mét thì là mua vé trẻ em, còn trên 1.4 mét thì sẽ mua vé người lớn, và hướng dẫn thì sẽ đi lối này. Đây lẽ ra ở đây thì họ lên làm một cái vạch rừng giống như ở sân bay Vạch Đỏ thì tốt hơn nè. Ba nhé. Đó, các bác cái bấm lỗ một lượt này, vé hai người đấy cầm. Và cái vé này chúng ta sẽ phải giữ lại. Đây, và bây giờ sẽ tới đây thì xếp hàng để đi ra cái ga cáp treo. Còn những ngày đông đó thì họ kêu mọi người sẽ phải xếp hàng đi rích rắc như này. Vẫn đang đợi để đi lên cáp treo. Chào quý vị các bạn. Khi mà bắt đầu đi lên đến cái ga này thì chúng ta bắt đầu phải mua áo mưa và có mưa để leo. Và cái khu vực này thì mây mù che kín hết. Và bây giờ các bạn nhìn này, chấn dương rồi. Đấy, phải che cái khăn lại, đội nón và mặc áo mưa. Trên đây thì áp suất nó loãng nên là nếu mà mệt thì chúng ta sẽ dừng ở các cái chiếu nghỉ để nghỉ á. Đây, cái bạn này thì không có sợ thời tiết, vẫn váy ngắn và coi như là áo cộc. Đó, một cảm giác rất là cho mốt. Này các bạn, giúp cái áo mưa sau này liệu nó có rơi không? Gài vào dùm đấy. Hành Vân Đắc Lộ. Quấn sâu cài vô rô cái dưới ấy, đừng để cho nó mưa ướt. Đó, cái bạn gái kia rất là dũng cảm à. Đây cổng trời đấy, được chưa? Đi nhá. Wow. Đây nhiều người thì bảo mát quá, mát quá. Teo. Teo cái gì ấy? Em ôm chân.
quá cái gì vậy, uống cầm cặp luôn rồi. Rồi đi đi, chúng ta sẽ hỏi bạn gái này á. Em cảm thấy thời tiết nào em ơi? Lạnh lắm á. Lạnh lắm á. Rồi chúng ta đi lên tiếp vậy. Đây như vậy thì sống ở xứ sở này thì các bạn mới thấy người miền núi mùa đông của họ để mà đi tìm kiếm thức ăn là một cái điều cũng hết sức là khó khăn. Cái này làm gì có tàu kéo, phải đi bộ mấy chục bậc thì mới có tàu lên đến ga tàu, đến ga thì mới, chứ không phải là có tàu kéo ngay. Mọi người bỏ cuộc sớm. Ôi chùa này các bạn. Thực sự là đi lên đến đây thì cũng mệt hết, mệt lắm rồi. Đây, nơi viết sớ cầu an. Tượng Phật Bà Quan Âm. Đi, tôi chụp làm gì? Lên trên đây thì sức khỏe là quan trọng đó các bạn. Nên là mình cũng phải mặc rất là ấm, thậm chí là che khăn để chống chọi lại cái lạnh. Tuy nhiên thì cũng có những cái bạn gái như thế này, cái khí hậu mà cứ thay đổi liên tục thì cũng có thể có những người họ sẽ bị gặp những các cái vấn đề về sức khỏe khi mà cái thời tiết nó thay đổi quá là đột ngột. Nam Mô Di Đà Phật. Buộc hai cái tay lại với nhau ở giữa. Buộc hơi hơi rồi. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam Mô Bồ Tát Quan. Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát.
Anh nhắn họ tên địa chỉ và máy đem gửi qua đường bưu điện. Cả tiền ship là 580.000 nhé. Dạ dạ. Rồi thôi nhá, rồi chào anh nhá, hẹn gặp lại, chào thân ái và quyết thắng nhá. Đó. Một cái cảm giác này rất là tuyệt vời. Mây mù che phủ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Đây đi khoảng vài chục bậc nữa thì đây cũng có những các cái ngôi chùa này. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đây là chúng ta sẽ đến ga Đỗ Quyên nè. Lẹ đi. Lẹ tiếp ơi. Lẹ đi. Nơi đây có tàu hỏa leo núi lên Phan Xipang. Chúng ta sẽ đi cái ga tàu hỏa leo núi. Giá là 70.000 một chiều lên đó các bạn. Rồi, chúng ta đi thôi. 8 đi lên trên 1 năm rồi. Rồi. Đây là cái sơ đồ này. Có lối đi bộ cũng có này, còn lối đi tàu hỏa cũng có luôn. Đi tàu hỏa chúng ta lên đây, còn đi bộ thì đi lối kia. Từng các cái bậc đá rất là cao. Rồi, mọi người xếp hàng mua vé tàu hỏa ở đây á, còn mình thì đã mua vé rồi, nên giờ chỉ việc đi thôi. Nam mô. Chào 500 anh em. Tuấn Dương đang có mặt ở trên đỉnh Phan Xipang. Khí thời tiết bây giờ cũng rất là lạnh nha các bạn. Đây là cái cột cờ này. Ở đây thì cái độ cao so với mặt nước biển là 3.145 mét nếu mà theo cái hướng nhìn của quý vị các bạn, bởi vì cái độ cao của Phan Xipang là 3.143 mét, nhưng mà cái chiều cao của Tuấn Dương và cái tay giơ lên như thế này thì nó sẽ cao hơn.
Tuấn Dương sẽ chụp những các cái tấm hình để lưu lại cái kỷ niệm trong một cái chuyến đi từ Sài Gòn ra Sapa 2000 cây số, để mà quay video clip giới thiệu những các cái thời tiết cũng như là phong cảnh để gửi tới các bạn. Và nếu đây là lần đầu tiên mà coi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì quý vị hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn. Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đỉnh Phan Xipang và chiều cao ở đây là 3.143m so với mực nước biển. Bây giờ thì thời tiết ở trên Sapa là có mưa và sương mù nên chúng ta không có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố Sapa. Và để mà đi tới đây thì mình đã phải trải qua cái quãng đường 2.000 cây số từ Sài Gòn ra Hà Nội và từ Hà Nội lên Sapa. Sau đó thì mua vé cáp treo rồi các kiểu cỡ khoảng 1 triệu đồng để leo lên để chụp cái bức hình này gửi tới quý vị và các bạn. Ở Sapa thì nó có khá nhiều các cái kiểu thời tiết khác nhau. Và một ngày thì cứ vào chụp thoải mái đi. Và một ngày thì nó có các cái tiết trời như là xuân hạ thu đông. Rồi, không có gì, cảm ơn em. Chúng ta sẽ đi lên đây chút xíu để đây là nhìn xung quanh này các bạn ơi. Thì trời ơi, thấy nó cũng toàn sương và mù thôi. Đây, quý khách vui lòng là không xâm phạm. Đây là cái đỉnh linh thiêng và cái nơi này đó là nó là cao nhất đây các bạn. Thì nó cũng có bàn tay con người là họ quay rào lại cái đỉnh linh thiêng, vui lòng không xâm phạm mà. Còn trời ơi, đây gió nó táp vào mặt luôn này. Nhìn xuống dưới là toàn bộ là mây mù thôi. Gió nó tạt vào lạnh quá. Và nếu mà có lẽ là ngã từ trên đỉnh Phan Xipang này xuống thì ai mà tìm được. Có lẽ là không thể tìm nổi ra các bạn. Tuấn Dương nghĩ rằng với cái tiết trời này thì nếu như mà ai mà đó. Và như vậy thì các bạn thấy rằng là đi lại ở đây cũng rất là khó khăn. Chúng ta bây giờ đúng là có cái bàn tay của con người. Ồ, bác này có cờ đẹp quá. Bác ơi, cháu mượn cái cây cờ của bác. Đi mãi tìm được cái cờ. Bác này. Cho mấy cờ đây. Chạm mấy kia. Đó. Đây, họ cũng cho chúng ta mượn những cái lá cờ để mà chụp hình nhá. Rồi bây giờ chắc là cứ đi vòng quanh đây để coi xem có cái gì không. Đây, mình cũng sẽ cứ đi vòng vòng quanh đây. Đó, mặc dù thời tiết thì khắc nghiệt nhưng mà bà con cũng tới đây, bà con đi rất đông á. Và để cho khách lên chụp hình thì bên ban tổ chức, ban quản lý đó, họ đã bố trí rất là nhiều những các cái điểm để mà giúp cho quý vị có thể chụp hình. Rồi những cái lá cờ Tổ quốc dạng như là để đánh dấu lãnh thổ. Vâng, đúng rồi. Đấy, đây là cái lá cờ đỏ sao vàng. Đó, có rồi. Và bên đây là một cái cột cờ nữa này. Đó, nhìn xuống dưới này các bạn thấy là cứ mây mù. Chỉ là lúc nào chị xuống đi con. Anh đi lại. 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 Rồi, đấy các bạn thấy mưa, gió, bão bùng. Đây, nếu như mà khi Sapa đấy, bây giờ thì mưa to rồi.
mưa lớn rồi. Các bạn thấy ví dụ như ở Sapa là có tuyết, thì những cái lúc mà tuyết rơi đó là nhiều người thì họ cũng muốn lên đến đỉnh Mẫu Sơn để họ ngắm tuyết, ngắm mưa rơi. Và bây giờ thì thưa quý vị các bạn, thực sự mà nói là Tuấn Dương thì cảm thấy trong người cũng khá là lạnh, khá là lạnh, nhưng mà mình vui, vui khi là đã có mặt ở trên cái đỉnh Phan Xipang này để mà gửi tới quý vị và các bạn những các cái thước phim rất là giá trị, rất là giá trị. Và không phải là nhiều khi sau này đó mà chúng ta có tiền, thậm chí là có thời gian, nhưng mà cũng sẽ không có đủ sức khỏe để mà có thể đi lên đến cái đỉnh Phan Xipang này để mà ngắm nhìn cũng như là vui chơi. Thì rất là mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ cái video clip này của Tuấn Dương bằng cách là bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để chia sẻ, kết nối và lan tỏa yêu thương nha. Rồi, bye bye các bạn. Đây thưa quý vị các bạn, đứng xuống thì chúng ta thấy toàn là sương mù thôi. Một cái background này mà không phải dễ kiếm. Một cái background này không phải dễ kiếm mà. Chụp cho em một cái, em cầm chân cái. Nó lạnh cho nó bóng.